Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trọn không gian biệt thự lộng lẫy của vợ chồng Thúy Hạnh dịp Noel. Không khí Noel đã tràn về khắp mọi nơi, dù năm nay không rộn ràng như mọi khi vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhưng một số nơi vẫn giữ việc trang trí Giáng sinh như một niềm vui, mang cảm giác phấn khởi sau nhiều ngày căng thẳng. Trong số đó, siêu mẫu Thúy Hạnh đã tất bật từ đầu tháng 12 để tự trang trí cho căn biệt thự trắng, trở nên lộng lẫy hơn rất nhiều. Không gian sống của gia đình, nữ siêu mẫu luôn lung linh trong các sự kiện. Trên trang cá nhân của bày tỏ, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nhà, bỏ công gần 10 ngày cầm cuội leo trèo, tỉ mẩn từng góc, hai vợ chồng hầm hở đi sửa nhà tháng trời. Mấy anh thợ sơn vui tính bảo tháo sạch các loại đèn trang trí trong nhà, làm con bé lại thì hì hụi một mình tự treo lại các thể loại đèn trang trí từ trong ra ngoài. Kể ra tự làm cũng thú vị lắm, năm nay cả nhà còn được tặng thêm một cây thông tươi, ưng hết ý, tươi có mùi hương khá thơm, làm ai bước vào nhà cũng hỏi. Thúy Hạnh tự leo thang để treo đèn trang trí cho biệt thự. Đây không phải là năm đầu tiên không gian sống của nữ siêu mẫu lung linh như thế, mà việc trang trí trở thành thói quen của Thúy Hạnh. Cô luôn dâng dịp Giáng sinh hay năm mới, căn biệt thự sẽ trở nên rực rỡ, bắt mắt và ấm áp hơn, mang đúng không khí lễ. Vốn không gian sống rộng rãi, chủ nhân lại là một người thích cái đẹp, chi cả tiền bạc và thời gian để đầu tư một bối cảnh đẹp mắt, nên cả nhà luôn muốn có một nơi sống ảo thoải mái cho những ngày cuối năm. Những ngóc ngách tại biệt thự của Thúy Hạnh đều có những món đồ phù hợp như cây thông, ông già Noel, tuần lộc, nhà tiết. Dây đèn lung linh cũng được lắp đặt toàn bộ, từ ngoài cổng cho đến bên trong biệt thự. Biệt thự của Thúy Hạnh rực rỡ, sáng bừng cả một khu nhà cao tầng. Mọi nơi đều có một bối cảnh riêng mang đầy không khí Giáng sinh. Trọn không gian phòng khách lung linh, cô trang trí kỹ đến mức ngỡ đây là một khách sạn nào đó, đội ngũ chỉnh chu từng chi tiết. Thúy Hạnh từng kể lại lời nói của ông xã khi lấy vợ tất bật trang trí không gian sống cho những ngày cuối năm. Cô cho hay, chồng bảo em tuổi rắn mà toàn thích làm khỉ. Ông Bô có hai cô con gái. Con gái rượu là nàng Hằng, còn mình là con gái điện nhé. Ai đời phụ nữ rất thích leo trèo và nghịch điện. Vợ chồng Thúy Hạnh và hai cô con gái đáng yêu, các nhóc tỳ cao lớn sắp vượt mặt cả ba mẹ. Vì năm nay tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định, việc đi đến các khu trung tâm thương mại sống ảo cũng gần hạn chế hơn. Thúy Hạnh ngoài mang sự ấm áp cho gia đình ở mùa lễ năm nay, việc trang trí thế này giúp cho các thành viên có được khung ảnh kỷ niệm đêm Noel. Nhiều người cũng dành lời khen cho độ khéo tay của nữ siêu mẫu. Không cần nhiều người hỗ trợ, cô vẫn có thể tạo nên một không gian cực lộng lẫy như thế này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.